Chào đón năm 2000 đêm nay được điều khiển bởi anh Dũng và Quỳnh Hương. Anh Dũng và Quỳnh Hương xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức phần trình diễn của nữ ca sĩ Trish và vũ đoàn Asia qua nhạc phẩm The Year of the Dragon. Tiếng hát của Trish, tiếng hát của năm 2000 và The Year of the Dragon, năm con rồng, đã mở đầu cho chương trình Asia 27 với chủ đề Chào đón năm 2000.